ta để thi đấu, đi đến đâu sẽ có người xóa dấu vết đến đấy. Thế nên có cho tiền, nó cũng chả thể nào biết được mình đang đi đâu và mình đang làm gì. Chỉ có cái là bây giờ các cửa hầm bị lộ ra rồi, thì mình phải làm như thế nào để khắc chế được nó. Nó cho chuột chuỗi xuống đó để đánh phá thì thực sự là quá nhọc. Bọn lính chuột chuỗi này khi xuống địa đạo thì nó có hai nhiệm vụ. Một là tìm kiếm đồ đạc quân nhu hoặc là bất cứ thứ gì có giá trị tình báo. Thứ hai, đó là nghiên cứu cách hiệu quả nhất để đánh địa đạo. Cửa hầm ở địa đạo Củ Chi luôn được thiết kế rất nhỏ, chỉ làm sao để người Việt mình còi còi đói ăn thì chui vừa, chứ còn cái loại suốt ngày ăn ba tê xúc xích rồi uống coca thì không bao giờ có thể chui xuống được. Mình ra đề bài rất khó rồi, thế nhưng ngày đó Mỹ đối phó với mình bằng cách cử đội lính đánh thuê gốc Thái Lan hoặc Hàn Quốc, người còi còi để chui xuống hầm. Ngày đó mình sử dụng rất nhiều loại bẫy để bẫy bọn Mỹ. Một trong số đó là bẫy mìn được đặt ở dưới nắp hầm. Phát hiện được cửa hầm là cả đội bọn Mỹ như vớ được vàng, châu đầu vào mở nắp hầm. Thế nhưng nó không ngờ, giật được nắp hầm lên là kích nổ luôn quả mìn ở bên dưới. Thế là cả lũ lại xùi bọt mép với nhau. Cửa hầm cũ thì sập, đất cát vùi lấp lên nhau, thế nên lại mất dấu vết của địa đạo. Đánh nhau nhiều cũng khôn ra, về sau thì bọn Mỹ cũng bắt được bài của mình. Thế nên nó nghĩ ra cách khắc chế, khiến bài gài bom ở nắp hầm của mình không còn nhiều tác dụng nữa. Lính Mỹ bắt đầu chui xuống được địa đạo, nhà nhiều tiền. Thế nên đội lính chuột chuỗi được trang bị đến tận răng. Ai cũng tưởng nhiều tiền là sướng, thế nhưng thực sự không phải. Đeo mặt nạ chống độc thì vướng víu, không nghe thấy các động tĩnh trong hầm, chưa kể là còn nóng nữa. Khổ nhất là việc mang súng vào, mang súng to thì chui xuống địa đạo không đi được. Hơn nữa, mang cái đấy xuống thì không khác gì mang quà Tết đi biếu bộ đội của mình. Thế lục như kiểu M1911 thì còn khổ hơn rất nhiều, vì đường hầm chật hẹp, mỗi lần bắn nó nổ to u cả tai, có ông còn điếc hẳn, có ông thì chảy máu não. Chính vì thế mà Mỹ đã nghiên cứu dùng mấy khẩu mà mình thu nhặt được từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai, một số khẩu được lắp giảm thanh để giảm tiếng ồn khi bắn ở hầm. Khắc phục được mấy thứ đó xong thì lính Mỹ chui xuống hầm để bắt đầu chuyến phiêu lưu mạo hiểm của mình. Ngày đó ở dưới hầm, mình dùng đủ mọi loại bẫy, phổ biến nhất và nhiều người biết nhất có lẽ vẫn là bẫy trông. Loại này sát thương của nó cực lớn, mặc dù khả năng gây chết người thấp, thế nhưng nó đánh vào nhuệ khí của bọn Mỹ. Chỉ cần một thằng chui xuống địa đạo, xong bị sập vào hầm trông thôi, thì coi như xong, chỉ có nước cưa chân rồi lôi lên. Ngày đó bộ đội của mình không chơi kiểu che vót nhọn, sau bắt đầu cắm xuống như anh em vẫn tưởng tượng, cái đó lại quá bình thường. Trông tre được chẻ đôi ra theo kiểu lá hẹ, ngâm dầm ngâm dề trong nước tiểu trộn với cứt nhiều ngày, thế nên nó phải gọi là bố của độc. Chính vì thế mà dính vào chỉ có nhanh nhanh gọi đồng đội đến cứu, chứ không còn nước nào khác. Đồng đội đến cứu mà nhìn thấy cái cảnh đó thì không thằng nào đủ bản lĩnh mà thi đấu tiếp được, ông nào ông đấy cũng sợ tái mặt. Chơi bằng hầm trông mãi sợ nó hơi đơn điệu, bộ đội mình ở Củ Chi còn khoét cả những lỗ nhỏ để quan sát.